Tuấn Đức đập rất căng, vẫn vít xuống, vít xuống, vẫn lên, vẫn lên, vẫn lên, vẫn lên, vẫn lên. Chém cầu rất tốt từ Tuấn Đức. Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận bán kết đôi nam lứa tuổi trẻ 31-40, lứa tuổi trẻ 18-30, giải cầu lông vô địch tỉnh Bắc Ninh. Nội dung mở rộng, phía gần màn hình là cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam, đơn vị Sibuja Hà Nội, hiện tại đang là cặp đôi số 1 cầu lông Việt Nam. Và đối thủ của họ là cặp đôi Chí Đức Tuấn Anh, cũng đến từ đơn vị Sibuja Hà Nội. Đây là một trận đấu nội bộ, không biết các vận động viên sẽ có thể cống hiến chúng ta một trận đấu hết mình hay không. Cầu lỗi thì Tuấn Đức. Đập cầu tốt từ Hồng Nam. Có ông nào gọi mình tắt mấy lần rồi vẫn cứ gọi. Đâu nha. Đập cầu tốt từ Chí Đức. Đôi trẻ đánh cũng rất cống hiến. Thủ rất hay thì Chí Đức. Tốt quá. Tay rất dài, Hồng Nam vẫn rất chắc chắn. Điểm 4-3 cho Chí Đức Tuấn Anh. Cầu tạch. Đập cầu tốt. Điểm 5-4 cho Chí Đức Tuấn Anh. Một đơn vị. Cầu tốt. Kia xem có vấn đề gì không. Rất hay. Hôm nay Chí Đức Tuấn Anh đánh cũng rất hay. Thủ lý thật, hay quá. Cầu ngoài. Đập cầu tốt từ Chí Đức. 7-5 cho Chí Đức Tuấn Anh.
bay hơn chim. Một pha cài cầu lắc lưới, thắng cũng sẽ rất vất vả đấy ạ. Cầu lỗi thì Hồng Nam, điểm 9 đều. Quay lại ở chất lượng Full HD app YouTube cho anh em buổi tối ngày hôm nay sau nha. Ăn rồi, vẫn chưa ăn được. Đúng rồi đấy, không ăn mới lạ. Tốt, này đường cầu còn hay hơn cả bên kia. Vẫn thủ lên được. Một tình huống đập cầu trượt lưới. Điểm số 10 đều. Tuấn Đức đập rất căng. Vẫn vít xuống, vẫn lên. Vẫn lên, vẫn lên, vẫn lên. Vẫn lên. Chém cầu rất tốt từ Tuấn Đức. Cầu ngoài sân 12-11. Vẫn còn, rất hay. Cầu lỗi từ Trí Đức, Tuấn Anh. 13-11. Bật như tôm. Hai thằng em hôm nay thủ dai quá. Cầu ngoài 12-13. Phong Lao, cơ hội tấn công. Rồi, rất hay. Anh ơi, bán kết còn lại là Triệu Nghĩa gặp Tuấn Anh Thiều. Toàn những trận đấu siêu kinh điển. Cầu lật lưới rất hay. 13-14. Đập cầu tốt. 15-13 cho Tuấn Đức Hồng Nam. Đập cầu rất căng từ Tuấn Đức. Có khoảng cách 3 điểm được tạo ra rồi. Nó cũng rất là hay. Công ngoài 17-13. Trận bên kia buổi tối anh em xem lại sau nhá. 18-13. Một pha ép góc dưới này. Mười 19-14. Thank you.